Thân ái chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trà sữa chân châu uống tại nhà. Trước tiên, ta bỏ 2 gói Lipton vào trong cái ly này. Ta bắt đầu chế nước nóng vào. Đó, mình chế nước nóng vào ít thôi các bạn ạ. Đó, bắt đầu ta để qua một bên như vậy. Bây giờ ta bắt đầu đi làm chân châu. Các bạn ơi, ta múc vô đây một ít bột năng. Đó, một ít bột năng thôi các bạn ạ. Ta múc vô đây một ít cacao. Tùy theo sở thích mình. Mình muốn ăn nhiều thì mình cho nhiều, muốn ít thì mình cho ít. Bây giờ ta chế nước nóng cái chén này các bạn ạ. Ta bắt đầu múc nước nóng và đổ trong cái chén bột năng này. Các bạn nhớ đây là bột năng nhé. Ta bắt đầu đảo bột lên. Các bạn nhớ là nước nóng nhé. Nước nóng mình mới đun sôi xong. Đó, mình đảo lên cho nó đều như vậy. Ta bắt đầu nhồi bột. Mình đổ nước mình đổ từ từ các bạn, mình đừng đổ nhiều lỡ nó nhão mình lại phải bỏ bột áo vào. Cái này mình làm rất là dễ. Mà ăn lại không có sợ độc hại nữa. Với lại mình làm như vậy nè, mình ăn ví dụ như mình làm thì người ta biết rồi, con nhỏ này nó giỏi ghê vậy đó, thì mình cũng thích chứ. Hay là các bạn bảo chị này giỏi ghê, biết làm cái gì cũng biết làm thì các bạn cũng thích chứ. Đó, cho nên là đi mua thì có 10.000 một ly thôi, nhưng mình làm mình ăn thì mình vẫn thích hơn. Các bạn có thể làm cho cả nhà ăn, làm cho bạn bè ăn mà không có sợ độc hại nữa. Đó, bây giờ mình nhồi với các bạn ạ. Đó, rất là nhanh và rất là dễ. Bây giờ ta chuẩn bị một cái dĩa, ta để lên đây, bắt đầu ta nặn chân châu. Các bạn thấy không? Làm vô cùng nhanh. Mình để một cái chén nước này các bạn, nếu mà nó khô thì mình chấm vào. Các bạn nhớ nè, đó. Em một ít ít thôi các bạn. Đó, mình làm như vậy. Mình thả xuống. Các bạn thấy không? Vô cùng đơn giản. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình làm chân châu. Bạn thấy không? Rất là mau. Rồi cái này các bạn nắm lại. Các bạn cái nắm này cho nó mềm này. Nếu mà các bạn thấy khô quá các bạn chêm tí nước vào đó. Bạn thấy không? Rất là dễ. Các bạn phải để nó rời ra nhá. Một khi mà nó không, nó các bạn thấy nó cứng quá,
khô quá là các bạn làm như vậy này, đó cho tí bột chân nước vào làm vậy. Nhà các bạn mà có đông người các bạn bảo mỗi người làm một tay rất là mau. Mình có thể làm xong mình bỏ trong bịch ni lông, mình bỏ tủ lạnh, khi nào mình thích mình đem ra mình ăn. Mà mình cũng đừng để lâu quá. Các bạn nhớ phải bỏ tủ lạnh, bỏ vào trong bao ni lông nhé. Bây giờ nó khô rồi các bạn, ta nhúng thêm một tí nước các bạn. Đó, ta nhúng thêm tí nước vào, ta lăn như vậy. Bắt đầu nó lại mềm ra. Bạn ơi, bây giờ mình bật bếp lên. Bếp lên để lát nữa mình luộc. Mình làm gần xong rồi, bây giờ mình bật bếp lên để lát nữa mình làm xong nước sôi luộc là vừa. Đó các bạn thấy không? Nó khô, ta chấm thêm một tí nước nữa. Đó, ta lăn như vậy. Tiếp tục cục bột lại mềm ra. Mình làm mình ăn nó thì mình không sợ độc hại. Cái này làm rất là mau. Nhà các bạn có con nít ấy, các bạn cho mỗi đứa một tay rất là nhanh. Các bạn cứ mua một gói trà lít tông để sẵn trong nhà. Rồi một bịch bột năng. Bột năng có 15 ngàn một ký đấy các bạn ạ. Rồi các bạn mua bịch cacao. Đó, để sẵn ở trong nhà. Với lại sữa tươi. Còn thạch thì mình nấu bằng rau câu cũng được. Hay là mình mua thạch ở ngoài chợ. Còn không mình nấu rau câu cũng được. Rau câu thì tốt hơn các bạn ạ. Bạn ơi, bây giờ nồi nước của mình đã sôi rồi. Ta bắt đầu đổ cái hạt chân châu vào luộc. Các bạn làm như vậy rồi đó. Lắc lắc như vậy. Các bạn đổ vào. Đấy, các bạn làm như vậy. Các bạn luộc. Luộc mau lắm các bạn, nó chỉ nổi lên một tí xíu là nó chín liền à. À, các bạn làm các bạn có thể thoa một xíu dầu ở cái dĩa này nè, nó không có dính một tí nào hết, gọi là có thôi, một xíu dầu thôi. Bây giờ chân trâu của mình đã nổi rồi, là đã chín rồi. Ta bắt đầu vớt chân trâu ra.
ta vớt ra cái tô nước lạnh. Đó, ta vớt ra cái tô nước lạnh. Mình em mình đổ đây cho nó nhanh các bạn. Đó, ta đổ đây. Xong tô ta bắt đầu thả lên tô nước lạnh. Mình thả nước lạnh cho nó nguội. Rồi ta bắt đầu đổ ra đây để ráo nước. Các bạn thấy không? Đây là những hạt chân châu rất là ngon. Bây giờ mình bỏ vào đây một ít đường để mình trộn nó khỏi dính. Đó, mình đổ ít đường. Các bạn cho đường hộp cũng được và các bạn cho đường nước cũng được. Đó, các bạn trộn như vậy cho nó khỏi dính. Là dính là để lâu không dính thôi, chứ còn ăn liền là các bạn không sợ gì hết. Bây giờ tôi bắt đầu bỏ cái trà Lipton này vô trong cái ly này. Các bạn này, tôi bỏ trà Lipton vô trong cái ly này. Thì theo các bạn muốn uống đặc thì các bạn pha nhiều, còn các bạn uống ít thì các bạn pha ít thôi. Rồi tới 4 gói là nào, mình nãy giờ mình tưởng 2 gói, thế ra 4 gói là. Đó, các bạn vắt nước như này. Xong các bạn đổ chân châu vô. Nhiều quá. Đó, các bạn đổ chân châu vào. Các bạn thấy không, giống ý như ở ngoài chợ. Rồi các bạn cho đá vào. Rồi các bạn cho sữa tươi vào, sữa tươi dâu các bạn. Các bạn muốn ăn hương gì các bạn cho vào hương đấy. Đó. Nhiều trà lít tâm quá. Đó. Tôi cho ít thôi. Vậy là ta đã có một ly chân châu rất ngon và lành. Các bạn thấy không? Rồi mình pha hơi đậm trà, nãy mình tưởng 2 gói, thế là 4 gói rồi. Mình muốn ăn ngọt thì mình cho thêm một miếng đường nữa, mà mình ăn không ngọt thì mình ít thôi. Mình thêm ngọt cho thêm miếng đường nữa. Các bạn ơi, đây là một ly thạch. Mình muốn ăn thạch thì mình bỏ thêm vào mấy miếng thạch, còn không thì thôi. Thạch thì mình mua ở ngoài hàng trà sữa. Còn không mình nấu bằng rau câu cũng được. Mình nay mình bận quá, mình mua mấy ít thạch ở ngoài hàng trà sữa Trân Châu về đó. Còn các bạn không ăn thạch thì thôi, các bạn muốn nấu bằng rau câu cũng được. Đó. Rất là ngon các bạn ạ. Ngon quá. Các bạn thấy không? Một ly chân châu rất là ngon. Những hạt chân châu à, đâu có khác gì ở ngoài hàng trà sữa đâu các bạn. Các bạn có video này ngày mai các bạn mua về các bạn làm. Làm đơn giản lắm. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.